Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh thân mến. Thế là ngày 20 tháng 11 niềm hội niềm Tết của quý thầy cô giáo lại về, hòa chung với không khí nhộn nhịp tươi vui đón chào lễ lễ trọng đại ngày ngành giáo Việt Nam. Không khí 20 tháng 11 em cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự dù ở đây thay mặt gần 1.000 học sinh trường để bày tỏ cảm xúc của mình. Trong giờ phút xúc động không biết nói gì hơn, chúng em hơn 850 học sinh của trường xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vinh dự tham gia to lớn của quý thầy cô trong việc chăm sóc giáo dục chúng em một ngày công đức trưởng thành. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo, từ ở còn mình ơi, chúng em đã được đến trong mình những lời ru à ơi thiết tha mật nghèo mà chứa gian nghĩa tình cắt lên sầm trong sâu những trái tim yêu thương của người Mỹ. Muốn xem thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu bái thầy. Con ca dao có lẽ đã quá quen thuộc, bây giờ là người Việt Nam như người Mỹ sống, một đạo lý tất yếu từ ngày xưa. Vâng, thật đúng như vậy, thầy cô là những người lái đò tận tụy chở bao lớp học trò gặp bến như thấp. Chúng em có được sự trưởng thành không lớn như ngày hôm nay mà công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ là các thầy cô giáo ngày đêm không ngại không quản ngại gian lao và nhiệt ngoài đầu tư và việc sự nghiệp nhiệt tình để dạy dỗ chúng em. Quý ban giám khảo và quý thầy cô thân mến, đối với chúng em thầy cô rất đổi giản dị, gần gũi, yêu thương, chia sẻ, xem xét thấu hiểu như người thân, lại vừa là những người định hướng chỉ dẫn chúng em trên con đường tri thức dẫn may này trưởng thành khôn lớn và cuộc sống sẽ lành nguyện. Chúng em thành những người dũng cảm dám đối mặt với thử thách, thì trước thầy cô chúng em vẫn là những cô cậu học trò bé bỏng, nên học cũ đi qua nên học cứ lại đến mỗi ngày chúng em lớn thêm một tuổi, thêm một lớp mới, còn mái tết của thầy cô lại thêm nhiều sự chắc chắn về tận tụy với đàn em thân yêu. Em sẽ không bao giờ quên những giây phút mái tết của thầy cô và thêm em sẽ vô cùng nghẹn ngào khi thầy cô của em để xuyên qua mái đầu thơ mắt cũng đã thấm hết mẹ mọc mái đẹp. Ngoài đây trên bạn nghèo đường đời, thầy cô vẫn mãi là tấm gương sáng của cho chúng em noi theo. Chúng em sẽ mãi khắc sâu như công ơn thầy cô. Nhân ngày giáo Việt Nam, chúng em xin dân tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm, những lời yêu thương, những lời hứa chân thành nhất. Một lần nữa em xin thay mặt toàn thể học sinh của trường kính gửi lời tri ân đến thầy cô. Chúc quý vị đại biểu với thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người của mình. Xin chân thành cảm ơn.